là 15:55 chủ nhật 28 Tết 28 âm lịch. Giật mình. Đang đi ăn bánh xuống thì bắt gặp. Ăn gì anh, ăn gì? Không ăn đâu, nó anh em ruột và em gái em ruột. Em gái của em ruột. Lần đầu được lên lên sóng của Vương Hải Trường. Trường học trải nghiệm channel. Mình đi quay tí không khí Tết. Là hoa này. Nhạc nhẽo thứ là tưng bừng. Đây mới đúng chuẩn là không khí Tết. Mình làm một vòng bờ hồ thử xem. Úi dồi, ông say rồi. Chắc có lẽ là về mình lấy xe máy lượn vòng là đẹp nhất. Let's go. Có cái xe cái đi nó mới chủ động nhanh được. Đấy, đây là đường phố này, đường phố ngày Tết này. Wir haben Neujahr, wir haben Neujahr in 2 Tagen. Đấy. Hoa đào này. Bồ hoa này. Bên này là bồ hồ này. Đây là bồ hồ này. Ôi, tấp nập luôn. Bờ hồ đây ạ. Chỗ bên này là chỗ mình ăn uống nhé. Uống nước dừa. Ăn xoài quất này. Đấy, quất này. Chuối này. Đào này. Xả hàng nghỉ Tết. Đấy, bên này họ đang đốt cái gì khét lẹt luôn. Quất này. Hôm nay chắc là bán chốt nốt ngày cuối, mai có khi buổi sáng nốt nữa là xong, là ăn Tết. Úi trời, đúng cái không khí mình thích luôn, đúng cái không khí mình thích. Đấy, úi trời. Đây là bờ hồ thị trấn Hương Khê. Hôm nay thời tiết lạnh rồi, đúng kiểu thời tiết của Tết rồi. Lại sướng luôn. Đấy, đây bờ hồ các bạn này. Úi trời ơi. Đoạn này bờ hồ nên là khá là lạnh. Đây. Lạnh thì lạnh nhưng mà vẫn không thể nào ngăn cản được dân mình đi chơi. 9:31 hôm nay là 30 Tết, nhưng mà thực ra hôm nay là 29 âm lịch, 29 Tết. Ở đây đúng kiểu thời tiết của năm mới luôn, trời mưa, se lạnh, mưa phùn, kiểu đúng kiểu mưa phùn, đường ẩm ướt, mưa phùn nhưng mà cực kỳ đã, đúng chuẩn không khí Tết. Đây đúng chuẩn là không khí Tết. Năm nay mình sẽ ăn Tết ở quê. Đúng kiểu, đúng chất về quê ăn Tết luôn. 30 năm rồi mình chưa lần nào mình được ăn Tết ở quê của bố mình. Vậy thì năm nay mình sẽ trải nghiệm ăn Tết ở quê. Bây giờ mình sẽ xếp đồ để chuẩn bị lên đường về quê. Hôm nay mình sẽ có một ngày đi lại khá là dài với em này. Em bé tuyệt đẹp này. Ôi, nhìn cái dáng em ấy nhìn trông sexy vãi chưởng luôn. Chuẩn bị lên đường. Đấy. Hello đi. Hello. Hello, tên gì đây? Cô tên gì đây?
À, con tên gì? Con tên là Bảo An. À, nhìn vào đây Bảo An, mình nhìn vào đây hello Bảo. À, hello. Mình lên trước cậu hết rồi. Đấy, đây toàn đấy, cháu này, một đứa cháu này. Úi giời. Con tên gì đây? Con tên gì đây? Con tên gì đây? Tên Phước. Hả? Tên Phước. Tên Phước á? Không phải tên Phước mà. Phượng à? Con tên Phượng à? Nguyễn Thị Trung. Nguyễn Thị Trung. Nguyễn Văn Trung. Nguyễn Văn Trung à? Đây trực tiếp à? Có phản trực tiếp đâu? Phát trực tiếp phải bắt sóng. Phát trực tiếp. Thế em phải phản trực tiếp. Nhưng phát trực tiếp phải bắt sóng. Có wifi. Ngày trước là cái chỗ này là mình và anh chị em của mình hay ngồi thả diều ở đây. Đấy, ngày trước là chưa có cái bờ rào này. Là cứ thả diều lên trên này, ngồi ở đoạn này. Ngồi làm đủ trò, chơi đủ trò, thả diều rồi ăn kem. Hôm nay là dòng họ nhà mình đang cúng. Đây là mọi người cũng về khá là đông. Bây giờ mình đi ra nhà thờ họ. Nhà thờ họ thì ở đoạn này ai cũng có hàng rào tường nhà hết rồi. Chứ ngày trước thời mình còn nhỏ đường này là con đường đất này. Ông Trương à? Oh, hello. Đâu đây? Đâu này lúc nào cũng. Dạ. Đâu kiểu bậc viên lúc nào cũng. Chắc chiều. À, vợ về không? Vợ mai mới về ạ. À, tí nào quay nhổ nhào quá nhá. Con đường này là trước mình hay đi chân bò này. Đấy. Còn đây là cái nhà thờ họ Vương này. Cây này ngày trước bố mình đem về này. Đem từ Hà Nội về. Rồi cây to đùng luôn. Đây là nhà thờ họ Vương, nhà thờ họ nhà mình. Mọi người cuối năm về thắp hương khá là đông. Hello, hello, được, được cam đi à? Được cam đấy. Để cứ cùng sống. Cùng sống gì anh? Sống rồi, vô thắp hương đấy. Dạ, yeah. Sống vô thắp hương. Có lẽ là mình sẽ di chuyển tiếp. Thời tiết hôm nay quá là sướng luôn. Trời nó se se lạnh nhưng mà không phải lạnh quá. Mưa thì cũng đã hết. Đấy, cảnh vật này. Cảnh vật. Ngày trước toàn bộ đây là con đường đất hết. Mình ngày trước là cứ chơi với anh chị em, với lũ trẻ trong xóm. Toàn đông tuổi của mình chơi ở đây. Đấy, chỗ này ngày trước không có hàng rào, bãi đất ở đây. Đã cứ ngồi đây thả diều. Thả diều lên trên này. Câu cá là diều. Trời ơi. Một tuổi thơ luôn. Ở đây ngày trước là lũy tre các thứ. Tre. Đây là nhà bác cả. Anh bố mình. Ngày trước mình ở đây cũng khá là lâu. Anh chị em là cứ dồn về đây chơi. Lát nữa là mọi người cũng dồn về đây. Anh ơi. Hình như đi đâu hết rồi. Ok, bây giờ mình về bên nhà bà ngoại của vợ mình. Bên đấy cũng cúng. Hôm nay là ngày di chuyển. Tiếp tục lên đường. Dự kiến tình hình là hôm nay mọi người, đêm nay mọi người sẽ đốt lửa trại. Đây, mình cho các bạn xem này. Đấy. Như ở đoạn này là họ đã chuẩn bị để đêm nay đốt lửa trại này. Đấy. Đây. Úi dồi ôi. Dự kiến là hôm nay là sẽ khá là đông vui. Năm nay mình sẽ ăn Tết ở quê. Nơi này là nơi bố mình sinh ra. Mình chưa bao giờ mình ăn Tết ở nơi này. Hôm nay mình sẽ Năm nay mình sẽ thử ăn Tết đây xem như thế nào. Mình vừa thắp hương xong cho gọi là bà ngoại bên vợ. Bây giờ mình lại về bên nội nhà mình. Ngày hôm nay là ngày của nhớ về tổ tiên, ông bà, tổ tiên, dòng họ. Cực kỳ vui, cảm giác nó sướng. Phải nói là về quê ăn Tết, sướng của nó. Thời tiết thì có vẻ như là mây đen đang kéo tới nhưng không sao. Mưa mưa thì nó mới sướng, nó mới đúng cái kiểu, đúng chất của gọi là năm mới.
mưa phùn nhẹ nhàng. Nói chung là thời tiết hôm nay đỉnh thật. Thấy trời mưa mà mình còn vui. Liên tục hôm nay là liên tục di chuyển. Ok, bây giờ mình lại lộn lại nhà sếp để đón nhạc phụ. Rồi mới chính thức bắt đầu quay trở lại đây ăn Tết. Quay anh à, quay đi. Ờ, đây, đúng rồi. Mắm đây, mắm quay này. Đây. Đây là mỗi nhà một mâm đúng không? Mỗi nhà một mâm. Hôm nay là nhà mình làm bữa cúng ông bà. Cúng ông bà cuối năm. Anh Đạt khỏe không anh Đạt? Anh khỏe. Khỏe hả thầy cái này? Tơ đô luôn. Đấy. Cúng não à? Ờ, anh chơi. Không, kêu chú Trúng nó được thôi. Ô. Biết cái nào? Hello bác. Hey. À, biết cái nào? Cháu á, cháu về được. Chú đang nhủ like, đâu bỏ bóng like. Các bác trong dòng họ nhà mình đang mỗi bác nhà làm một mâm. Mỗi bác nhà làm một mâm. Đây là toàn anh chị em họ. Đây là Thủy, chị Thủy. Chị Thủy là con bác Lý. Đây là chị Nguyệt. Đây là màn yêu thích nhất của anh em mình. Cầm đá đấy. Mấy đứa bóc cái này ra này. Bóc ra, cầm một bịch, mỗi đứa cầm bịch bóc ra này. Đây. Bóc qua hòa vàng cho ông bà này. Bóc túi ni lông ra nhá, Rồi, ngồi xa ra không nóng. Đấy, ngồi đây. Này nhỉ? Còn anh Hùng tên gì anh Hùng? Thằng Minh. Duy Minh à? Đây là hoạt động yêu thích. Đây là các trẻ em thế hệ tiếp theo. Thế hệ của mình qua rồi. Đốt lửa nóng người luôn. Bốn mâm. Bác Viện giới thiệu bác Viện. Bác Viện giới thiệu dần đi bác Viện. Đây là bây bá bây bá này. Đây là ai? Hai chú có Long Quang. Có Long Quang. Ba chú. Ba chú. Bốn chú. Vừa ba nhà mới một nhà này. Mà bài ôm nến là một nhà đâu này. Ôm nến thẳng này. Ôm nến thẳng này. Đó. Con rượu Đức đấy, con rượu Viên đấy. Đây là mâm thứ hai. Năm nay mình không chụp ảnh nữa. Hôm nay quay phim lại. Đây là con bác Viện. Đây là chị Thủy, con bác Lý. Đằng sau là chị Tuyết. Đúng không? Còn chị thì... Chị này em không biết. Dâu bác Quang. Còn đây là bác Lý. Đây là chị Nguyệt. Mâm thứ ba này, đâu rồi, anh em giới thiệu đi. Dân ở đâu vậy? Đây là Suri công chúa xinh đẹp. Có con cá sấu. Đây là mút công chúa xinh đẹp. Bả thằng lồ. Đây là chị Nhân. Gần như thôi được có đi quay Việt Nam nhất. Ngày xưa hồi bé là phải gấp 3 chỗ này. Gấp 3 lần chỗ này, đúng không? Chị Tân nhỉ? Hả? Đúng không, chị Tân? Ngày xưa hồi bé là bọn em phải gấp 3 lần chỗ này, đúng không? Đúng rồi. Bây giờ là lớn hết cả rồi. Bữa 6:30. Bây giờ mình mới bắt đầu. Hôm nay mình sẽ lưu lại cái buổi ngày hôm nay. Đây là hướng dẫn viên du lịch tới nay. Ok cậu. Ok cậu. Đây là lần đầu tiên ăn Tết, lần đầu tiên trong đời là gốc luôn đấy. Cái gốc luôn đấy. Thế đây, hôm nay mình có một hướng dẫn viên du lịch. Hôm nay là sau 30 năm sinh ra và lớn lên thì hôm nay là ăn Tết lần đầu tiên ở quê. Thế nên là phải xóa. Hôm nay là phải xóa. Mệt thế à? Ngủ thế à?
Ngủ ra. Hả? Ngủ ra. Ngủ đâu? Đây là ông anh mình uống rượu từ sáng tới giờ. Từ sáng tới giờ đúng không? Thế là mình phải vào chuẩn bị phụ kiện, sạc pin các thứ. Đêm nay sẽ là dài. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn ăn Tết ở quê nó là như thế nào. Cháu chào bác nhá. Bác cháu mình chụp ảnh cái. Bác Long là thứ mấy à? Là thứ 6. Bác Long là bác thứ 6. Anh em ơi! 1, 2, 3, vô! 2, 3, vô! 2, 3, vô! Quán ăn hô lại! Nông man, nông man! Anh em ơi! Anh em mình tiếp tục di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Bây giờ mình đi đâu anh? Bây giờ đi đâu nhỉ? Bây giờ mình đi đâu? Thắng nha, vâng, Trần Thị Anh. Trần Thị Anh. Trần Thị Anh ở đâu kia? Chờ Trần Thị Anh. Trần Thị Anh lâu rồi. Tuyến đúng không? Ghi âm rồi, ghi âm. Cái này là để làm gì? Cái này là để lưu giữ kỷ niệm hay là đăng? Chính xác, lưu giữ kỷ niệm. Đăng lên YouTube hay là lưu giữ kỷ niệm, bác nói cả hai luôn. Bác có kênh, bác vô subscribe để chú vô subscribe bác. Vô gõ kênh luôn. Rồi, trường học trải nghiệm. Bởi vì là đây chú đấy cũng có kênh YouTube. À. Chú làm YouTube luôn. À. Đây tao điều là đủ biết rồi. Đúng rồi. Đúng không? Mày. Ok. À, trường học trải nghiệm. Đấy là đấy thì nó hơi thô tí. Cái gì? Chờ tí, đây vô subscribe về cho chú ở cho bác được. Ok. À, trường học trải nghiệm chắc chắn là sẽ ra. Đúng rồi. Đã có 213 video là ít nhất là phải nếu mà làm video một ngày ít nhất là một video thì ít nhất là phải 4-6 thì ít nhất là phải hơn nửa năm làm YouTube rồi. Chính xác. Bây giờ chú một subscribe này. Ok. Một like này. Ôi, ok luôn. Subscribe được theo dõi sau này. Ok. Giờ vô xem video thôi. Đây. Đây còn không lái mà cháu lại xem này. Chú lái một lái này. Ok đó. Ok, bắt tay người đăng ký thứ bao nhiêu đây? 105. Lấy điện thoại ra. Chú lấy điện thoại ra. Ok. Chú gõ giá heo hơi hôm nay. chú gõ đi. Dạ. Đây. Giá heo hơi 247. Ok. Đăng ký luôn. Được đã đăng ký. Được bao nhiêu người? Xem bao nhiêu người. Đây, studio rồi. Vì do vì sao mà chúng ta ở lại đây mà đứng ở đây để đón gọi là ở đây để chúc Tết cuối năm mà không phải là một vị trí khác. Ok, bây giờ nhờ chú Tuyến hướng dẫn trong kia được không? Hướng dẫn trong kia được không? Đồng ý. Giải thích một cái. Tôi giải thích cho được rồi hiểu. Đúng rồi, chính xác. Tôi bây giờ đang nhờ chú Tuyến dẫn lại nha. Ok. Uống một người một lít. Giờ tôi sẽ nói về chú Bắc Trương một câu chuyện thế này. Ừ. Tôi giới thiệu với Bắc Trương ấy, nếu bạn không biết ấy, đấy là cái đền. Đợi 5 phút. Mình đi sau cũng được. Tôi giới thiệu bạn ấy, đấy là cái đền. Đến là đền bản thổ. Ừ. Có nghĩa là cái đền mà gọi là thắp gọi là nơi mà cả xóm để tù hồi lại để thắp hương lại. Ở đời xưa thì họ sẽ dồn lại đấy để họ sẽ thắp hương những dịp quan trọng. Ừ. Nhưng mà sau khi mà thời gian chiến tranh hay gì đó nó xóa bỏ hết những cái di tích lại, nhưng mà sau này các bác các ông các chú lập lại cái đền thờ này, chính tay bố của chủ Tuyến đấy làm những ngôi nhà này. À. Cái đền này chính tay bố Tuyến xây từng cái ngôi nhà này. À. Xây từng cái viên gạch để làm lại cái khơi lại cái đền bản thổ này. Ừ. Đấy, để gọi là các con cháu sau này có một cái nơi để thắp hương, để về để thắp hương. Ừ. Cho tổ tiên, cho nơi mà mình đã sinh ra. À. Chính là cái tên là đền bản thổ. Tên là đền bản thổ. Đấy, giờ anh em mình sẽ thắp một nén hương để gọi là tri ân lại những cái mà gọi là ông cha tổ tiên sinh ra mình đã
nỗi nắng mình nên nuôi để gọi là cái có gì nữa để anh em mình tìm về. Đúng rồi. Đây gọi là đền bản thổ. Ok. Anh em mình thề thắp một nén hương. Đấy là chủ tiền nói về bác Trương Hiểu. Có thể là bác không biết cái này là ở nơi này là gì, nhưng mà giờ đến giờ rồi thì bác Trương sẽ hiểu câu chuyện là ở đấy là như thế nào, có cái ngôi đền như thế này. Rất cảm ơn chủ tiền. Tuy là nó đơn sơ, nó mộc mạc, nó không được lồng lẫy những nhìn ngôi đền như ở nơi khác, nhưng mà đây chính là cái nơi tìm về của con cháu ở quê hương, ở gốc của cái quê này, ở làng Thuần Hoa ngày xưa. Mà okay. Từ mưa thì gọi là cái tên ngày xưa chủ cũng làm, nhưng mà ở gọi đây để mình anh em mình thắp sẽ thắp một nén hương. Ok, đây là dâng. Thế bác thắp một nén hương, anh em mình cùng thắp một nén hương để tri ân những người đã sinh ra anh em mình. Cũng biết vì sao mà chủ thầy chủ với bác ngóng cái chuyến này, đúng rồi đấy, để gặp nhau. Thật ra anh cũng về đợt này là kiểu như muốn ăn Tết quê để biết thêm cái nơi mình sinh ra, à, nơi gốc gác của mình ấy. Gốc mình, cội nguồn ấy. Thì anh bảo mà 30 năm anh chưa bao giờ ăn Tết ở quê. À. Thì năm nay là năm đầu tiên. Đây là đây giờ hai anh em con cháu họ dòng tộc họ Vương, gọi là con cháu của làng Xóm Thuận, đến thăm một nén hương cho tổ tiên ở làng Xóm Thuận. Tổ tiên đã sinh ra bố mẹ ông bà và chúng con, thì chúng con có một nén hương kính dâng đến tổ tiên, một nén hương thơm. Cuối năm bọn cháu xin thắp một nén hương đến tổ tiên. Chúng cháu cảm ơn ông bà tổ tiên ạ. Ở đây còn có hộp công đức đấy. Còn hộp công đức, ok. Đấy. Thì mình đầu năm là công đức luôn. Công đức luôn, đây hộp công đức đây này. Không biết có lũ không, nhưng mà không, trước đây có một hộp nhưng mà giờ không biết hộp đó ở đâu, nhưng mà chú thì vẫn có công đức của chú. Đúng rồi. Đấy, ơi mẹ. Hai chú hai bác nhau này. Ok. Chú để giúp anh đi, để anh em mình đây. Đi tiếp nha. Này, không biết này. Không biết bỏ chỗ nào này. Có để đâu cũng được. Anh nhá, chú bỏ đây nhá. Đúng rồi. Ok. Đây là tổ tiên của mình sinh ra, mình phải về đây. Đúng rồi. Nhưng mà cái chỗ này ấy, chú nói bác thì giờ bác cũng biết đúng không? Giờ mới biết đúng không? Bây giờ mới biết này. Thiêng lắm đấy chú Trường, bác Trường nhá. Thế à? Hơi bị thiêng luôn đấy. Anh em giờ lại đầu sân bóng đi. Ok. Tuổi hơn kể cả ít tuổi hơn kể cả vai vế là tôi thấp hơn. Là tôi gọi là Trường, anh Trường bằng anh, kể cả ít tuổi hơn kể cả vai vế là tôi phải gọi bằng bác. Nếu mà thấy vai vế là ông Trường là bác, còn tôi là chú. Đúng rồi. Đấy. À. Đấy. Cái duyên vì sao này? Đúng rồi. Anh em mình vừa phải gặp nhau, vừa phải chút tức bí vui mà. Bây giờ đâu? Gọi đi. Để khoan đi. 19:08, anh em mình đang bị lạc. Đâu, không lạc được, nhưng mà không biết anh em đi đâu. Tôi đang tìm anh em để uống rượu tiếp. Gọi cho anh tộc trưởng đây nào. À, bác quản tộc trưởng đi. Đây là ăn Tết ở quê. Ê, Điêu ơi. Cả đoàn đâu hết rồi? Alo, bố à? Cái này là để lưu lại cái video ngày hôm nay, khoảnh khắc này. Từ lúc sinh ra đến giờ em chưa bao giờ được ăn Tết ở quê. Năm nay là năm lần đầu tiên ăn cái Tết ở đúng gốc nhà mình luôn. Bao nhiêu năm rồi còn mãi
chốt lại đây. Giờ bạn có bao nhiêu người đăng ký? 105. 1000 người thì mới được bật. 1000 người và 1000 người và 4 giờ. 4 lần nữa thì ô cái bấm đi mất hồn. Qua 4000 giờ đi. Ok. Giờ tôi về những người bác. Ok. À, gọi là anh em bắt một cái keo. Anh em đúng rồi, anh em mình chơi một cuộc chơi. Cuộc keo, cuộc chơi. Ok. Tôi có 1000 người đăng ký trước. Ok. Thì ông ra từ Sài Gòn ông ra Hà Nội. Rượu bia. Ok. Còn mà nếu bác Trường có 1000 người đăng ký trước. Ok. Bác ở Sài Gòn. Ok. Thì tôi sẽ từ Hà Nội. Tôi vào Sài Gòn. Chúc mừng bác Trường trước. Tiết mục tiếp theo là gì? Đi lấy củi để đốt. Ok. Di chuyển là lên rừng. Đây tí ra ta xuống biển ta làm hải sản về ta ăn. Ok. Lên rừng lấy củi. Đây là xuống biển để lấy hải sản nhé. Ok, bây giờ mấy giờ rồi? Bây giờ mới có 7 giờ. 8 giờ kém. 8 giờ kém 20. Bên ta chờ củi cá ta còn thừa. Anh em đi tiếp nhỉ? Anh em đi tiếp nhỉ? Bỏ quá. Còn đây là cầm là không đấy này. Đó là không thể cái này này. Lừa tảng cả là luôn luôn quay lúc quay cầu di lúc này cái tay này. Ok. Anh cứ định nói. Cứ nói tất cả được. Mấy cả mấy không cả. Nói tất cả được. Ngoài em thì anh quả biệt rồi. Vâng, đúng rồi. Cho nên anh em là một đứa cũng phải sống năm. Ông 7, 5, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Anh canh gì để vô để là trường học trải nghiệm. Trường học trải nghiệm. Bây giờ anh em mới đi lấy củi đúng không? Ừ, để. Đi làm đi trồm đúng không? Lái đồ đê có đi ăn trồm củi về đúng. Đấy, hết, đấy là rõ ra. Bây giờ anh em mới đi lấy củi đâu ấy? Đấy nè, nhà ai đây? Nhà cụ. Em để đâu? Trường vô về cục. Có lẽ phải lấy cái xé mất cái đấy. Cái đấy quá là nói bấy rồi. Xé đi. Con vô lấy đầy xé ra đi con. Đây, anh em có cái bản đi. Ra đi. Còn như ta dọn cái không cần đi lấy cái ghế nữa. Bừng được không? Nóng không? Nóng sợ nóng không? Nóng, phải dung vậy. Phải dung cái đó, phải lấy mấy con đi. Cũng chạy lâu lắm ấy, ăn hàng luôn. Mày thế cả cuối. Mày con đây. Lại đi cái cá này bọc bọc qua đi. Bọc cỏi đi. Coi kìa. Coi đi. Bên em cái giá vô cái. Con tồi cười cái bố ơi. Bố ơi, kéo gì? Để tái xe viên này tay em. Ok. Đánh đây. Bình tĩnh thôi. Một xe củi. Một xe củi. Mày đớm thôi. Đây cho cái ngủ đó. Cái đây em ơi. Con là đây. Con bố Nam. À là Trường Nam. Dạ. Nam bố mẹ. Dạ. Trung. Nguyên tệ tuộng, nguyên tệ tiếu, nguyên tệ tuộng. Thật lỗi đúng không? Đây, điên rồi, chủ nhà ra bảo chứng. Đây, 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 đây,
Em điên trốn đấy. Em điên trốn với chủ nhà chó luôn mà. Không có ở quê rồi chú. Em điên trốn đấy. Bạn trộm chủ nhà chó luôn. Chủ nhà ra cho em đứng như lấy. Đồng kiểu đi thì tao có thành phố tao còn trộm. Đốt đi! Đốt đi! Đốt rồi! Đốt cả xe bò luôn à? Xe bò luôn! Mình đốt đây à? Ôi, tối không lấy được. À, đi bên này xe đây đi. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Tên của cảm ơn của ba tí về cuộc sống ngay Tết nhé. Được rồi, được rồi, ba tí hay đó cảm nhận. Đúng rồi. Đấy là cảm nhận của người về hương mình. Nếu bạn không quên không quên. Đây. Ai bạn bạc Trần Cương, Trần Cương xin chia sẻ với cuộc giao lưu quý vị khán giả là hôm nay ngày 29 Tết là ngày cuối năm, xin trân trọng là mời các vị thanh niên trong thôn của về là chúng tôi để tụ tập là đột lượt đại áo về là thiệt rồi. Đây hình ảnh, phải xem hình ảnh một tí. Đây hình ảnh. Chưa hết đúng không? Chuẩn bị cùi này. Trong ấy có cả lốp xe. Cùi này. Lốp xe này. Lốp xe. Châu lửa này. Chuẩn bị này. Lốp xe luôn. Chia sẻ của bạn về Tết Hà Tĩnh như thế nào? Thằng đi chắn là như thế nào? Thực sự là ở Hà Tĩnh Hà Nội thì thực sự Tết nó như thế nào? Nó thực sự nó rất vui. Thôi. Vui. Rất vui. Rất là đầm ấm. Rất là vui vẻ. Đúng. Tình cảm mà. Thế bạn có chia sẻ tâm sự gì với những người gọi là khán giả của bạn ở trên này để nói về? Sự mình cảm ơn chào toàn thể khán giả nhá. Cảm ơn đi. Thực sự là quê mình thì thực sự là Tết quá vui. Cảm ơn. Ở dung MC Vương Trường. Vương Trường đã gửi tới khán giả ở trên mọi miền đất nước. Chạy đi, cũng lấy gì mà chạy đi. Ngọn lửa đấy. Anh tổng trưởng, cảm giác ăn Tết ở quê nào anh tổng trưởng? Ăn Tết ở quê thì vui gì nữa? Vui đúng không? Xóa đây. Em năm nay là ăn Tết đầu tiên này, ăn Tết đầu tiên ở quê này, thì em xin góp 500 này. Ông anh cực kỳ anh em cực thân nha, em cực thân luôn, hồi nhỏ đấy. Đây ra đây cho sáng thân lắm đấy, giờ vẫn thân nhá, chẳng qua em đi hơi lâu thôi đúng không? Đi hơi lâu thôi, bây giờ về thôi. Bây giờ anh em có dịp là phải gặp nhau. Là bây giờ anh em phải gắn bó. Đúng rồi, mình gắn bó tồn tại được chứ. Đúng rồi, anh em phải gắn bó thì mới vui chứ đúng không? Tại vì anh cho em đi hơi lâu. Đúng rồi, đi hơi lâu. Bây giờ một đường nào khác, văn hóa nào. Đúng rồi, nhưng không, bây giờ về thôi. Học dần dần đó nha. Đúng rồi, yên tâm. Cố gắng học. Ok nhá. Ok. Đó, đúng rồi. Tiền công 25.000. Thôi mới. Đấy. Vẫn đang tiếp mục đóng góp. Ôi rồi, ôi rồi, lửa lên to các bạn ơi, lửa lên to. Vui rồi, lên to rồi, giờ lên to rồi. Bia về. Mình về với cội nguồn các bạn ạ.
mình về với cội nguồn. Đây là chuẩn về với cội nguồn này đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Về với cội nguồn này. Đúng rồi. Trường Nam, Trường Nam. Trường Nam, con Trường Nam à? Con bố Nam. À. Dạ. Dạ, con mày về đây vui hả? Về vui, về vui. Về đây quá vui luôn. Mừng có biết quán lớn lên. Vâng. Hồi nhỏ là con hay về chơi với hội này này. Mừng là tên gì nhỉ? Mừng Xuân là như thế nào nhỉ? Con cũng chưa biết. Con cũng ở cùng làng chứ mà. Cùng làng. Vâng. Đấy đi, bây giờ là con mới ăn Tết lần đầu tiên ở quê. Con mới tìm hiểu làng mình. Nhiều nhà con chưa biết anh chị em. Đông quá, đông. Nhưng mà vui. Đúng không? Về ăn quê ăn Tết là quá vui luôn. Năm nào chắc cũng phải về rồi. À đã đã. Năm nào rủ thằng Cảnh Trung về nữa. Năm nào rủ Cảnh Trung về. Phải nói là ăn Tết ở quê đúng chuẩn của Tết luôn. Đúng là về với cội nguồn luôn. Quá vui luôn. Đi thì đấy, bây giờ mọi người đang tụ tập ở đền Bản Thổ để đốt lửa trại này. Toàn gặp các bạn ngày xưa luôn. Tết quá vui, quá vui luôn. 9:11 vẫn còn dài, vẫn tiếp tục các bạn ạ. Lâu lắm rồi mới gặp. Chúc mừng năm mới anh Đạt. Ok, chúc mừng năm mới. Ok, lấy bia đi. Chúc mừng năm mới. Meine Freunde in Deutschland, wenn ihr könnt, dann komm mich besuchen im Neujahr. Zeige ich euch, wie wir Neujahr feiern. Hier ist der Ort, wo mein Vater geboren ist. Okay, Rudi und Roman. Buda. Chảy nước mắt luôn, sau bao nhiêu năm xa nhà, thì lần đầu tiên sau 30 năm mình về ăn Tết ở quê, một cảm giác khó tả về với cội nguồn. Tình cảm cực kỳ nhiều, mọi người ai cũng quý nhau, ai cũng yêu thương nhau, hàng xóm láng giềng, anh chị em cực kỳ vui. Xúc động chảy nước mắt luôn. Chỉ có về với quê hương là vui nhất. Hôm nay ba anh em, cả anh, cả Nhật, Y Anh. Cuối năm mong sư phụ hộ độ trì và bảo hộ cho anh em
mốt lại được vợ. Nay có thắp với Tuyên rồi, nay có thắp với Tuyên rồi, Tuyên. Không được chuẩn này. Mẹ nắm níu mất lại mời thôi. Nắm níu kiểu như thế đâu. Một tâm thức em không thể chứ mà. Nắm níu mất lại mời là thôi. Anh em mình nhá. Lúc ấy có giải thích Tuyền Dũng á. Tuyền Dũng là ngày xưa thằng này chú đào thằng này nó đứng lái đây có một cái nữa đây đứng lái đây vẫn đang đào đào vẫn làm sòng đường phát triển nên là mặt đi đi cói nên nay nó thì về mới lập lập lại á. Thì giờ ngày xưa anh em mình có chưa ngày xưa thôi anh em mình còn để đâu lên kìa có chỗ này có ý nghĩa cái đấy là có ý nghĩa trong làng về nhớ đến ngày xưa nhớ đến thời khai sinh đúng rồi mình phải nhớ đến thời khai sinh của xóm khai sinh của xóm đó là mình thì mỗi người mỗi họ rồi đúng rồi cái khai sinh đấy là đấy là người đầu tiên khai sinh xóm mình đầu tiên luôn đấy. Vậy là sinh ra ông Huyền ông Đô là cháu rồi. À Ừ. Bây giờ thời điểm này là về mỗi nhà nào nhà đấy. Đúng rồi. Mình còn phải thắp hướng nữa chứ. Đúng rồi. Anh cũng nhiều lắm này. Bây giờ anh em mình đi ra nhà thờ họ đúng không? Đúng rồi. Đi ra nhà thờ họ. Nhà thờ lớn. Khóa cửa ra. À đó mở chứ. Mỗi chuối này mỗi người 7 cây mỗi người 7 cây em đến đâu rồi ba? Chuyển về đến bên trên sân nhà. À. Chào đó. Ba cứ mở hạt ba mở bố lên. Anh em mình ra thắp hương cậy. Em vừa xem được một cái bài này hay cực này. Đây. Thủ tục khai vận đỏ đơn giản nhất tại ban thờ nơi bạn sinh sống hoặc tại cửa hàng của bạn. Khi lễ giao thừa đặt một tờ tiền lên mệnh giá bao nhiêu cũng được khấn, sau đó cất tờ tiền vào ví hoặc giữ kỹ theo người, không bao giờ tiêu cho đến hết năm nhân dân. Okay. Anh em mình đặt lên bàn thờ tổ tiên có bài khấn lên luôn này. Okay. Anh em khấn nhá. Ok em khấn nhá. Anh phải đặt thờ đấy. Đúng rồi đấy, nữ cũng đã năm chục luôn. Ok đặt một vài cái ông ok đặt cái đâu nổ hoa đấy. Ừ, pháo hoa nổ đấy hết liền nhá. Đặt chín phương trời, mười phương đất. Lạy chư Phật mười phương, lạy mười phương chư con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Hồ chư vị tôn thần, con kính lạy Quan Thương Niên Đương Cảnh Hải Tuế Đức Tôn Thần, con kính lạy chư vị thần minh, con kính lạy gia tiên nội ngoại dòng họ đôi bên, chúng con là Vương Khả Anh, Vương Khải Trường, chúng ta là Khánh Lộc, Cát Tĩnh, Nguyên Thiên Niên Xuân Tiên, tin lại đây đứng trước ban này
ông ấy sám nguyện luôn trên phù hộ độ trì cho chúng con được sao giải hạn, giải sao giải hạn. Tiêu ách chủ tài lương, an sinh bản mệnh, vững vàng bản tâm, cho con đi đến nơi về đến chốn, không họa tai ương trên đường đi lại. Thân gần bậc tôn quý, dẫn dắt cho bản thân bớt đi tinh phi mỏ bền, nhẹ đi những đố kỵ vương trong cuộc sống. Vẫn biết vạn sự trên đời là do nhân quả, nên nếu nhận tội con sâu dày, đường chú định vất vả, chỉ xin được dơ cao đánh khẽ, nhẹ nghiệp mà tới đích sớm hôm. Không mơ vọng phụ ai cao xa vời, nhưng vẫn được sự của con được thành, danh của con được tỏa, công của con không bỏ sông biển, tiền tài con được đảm ra, được tụ sâu rộng lại, quan hệ con vui vẻ được hòa hợp lâu dài. Đúng lý đúng phép con xin về đây, tấm nhân thư này ông đầy sáng nguyện, xin ơn trên ngữ gió không mây tán duyên cảnh này, chấm công chấm tội mà minh chứng cho con. Tức công nhiều con xin sám hối, công nhiều con xin phúc thọ, chắp tay bái tạ chân thành cần cáo. Ok đấy, khó quá anh em ra xem tí, đứng lên xem tí. Úi trời, pháo hoa ấy. Ok, anh em vào nằm nhá.